Đây là lúc một số lượng lớn sinh vật biển sâu nổi lên mặt nước. Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể quay lại những hình ảnh ngoạn mục này với màn trình diễn ánh sáng đi kèm. Và để làm được điều đó, họ phải học thêm. Khi chúng tôi di chuyển lên ở độ sâu 200 hay có thể là 100 mét, chúng tôi hợp tác và nếu có một màn phát quang dày, chúng tôi cần báo cho nhau để di chuyển qua nó. Thiết bị lạnh được phóng đi trong lúc vẫn còn ánh sáng phát quang. Khi họ di chuyển sâu hơn và đêm xuống, một lần nữa họ lại chìm vào thế giới không ánh sáng. Và không lâu trước khi họ di chuyển qua một đám nhuyễn thể, đây là chuyến di cư của loài nhuyễn thể mỗi ngày lên mặt nước, nơi chúng sẽ ăn động vật phù du. Một số khác cũng đang lẩn trốn bên dưới nước sâu để tránh những kẻ săn mồi. Đây là một cuộc di cư lên mặt nước cùng một lúc của nhiều sinh vật. Lúc này mặt nước biển rất nhiều thức ăn. Nhưng cuộc di cư lớn này thu hút những kẻ săn mồi lớn hơn.